Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Thì bình thường những ai mà các bạn đang dùng các thiết bị iPhone đấy, như mình đang dùng chiếc iPhone này chẳng hạn, thì bình thường các bạn hay gặp phải trường hợp là nó bị giật, nó lag ấy, và nó rất là bị chậm, nhiều khi bị đơ đấy. Thì cái trường hợp đó thì các bạn, một là các bạn như này, các bạn đa phần là các bạn chọn nhấn hai lần phím home, sau đó các bạn vuốt 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 và các bạn tắt đi. Đó. Thì việc các bạn tắt như thế thì nó cũng không 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 giúp cho cái iPhone của các bạn, có nghĩa là nó bớt giật nát đi đâu, mà cái tình trạng đó thì do là giật nát là do cái máy của các bạn, cái bộ nhớ RAM của máy nó đang bị đầy nhá. Thì nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để giải phóng RAM giúp cho cái máy của các bạn mượt hơn và đỡ bị giật nát hơn nhá. Cái cách này thì cũng rất đơn giản thôi. Mình nghĩ là cũng nhiều bạn biết rồi, nhưng tuy nhiên thì mình hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết nhé. Thì để các bạn giảm bớt được cái tình trạng mà bị giật lag ở trên cái máy của các bạn nhé. Đây, trước tiên thì các bạn giữ cho mình cái phím nguồn này, này. Nhấn giữ khoảng mấy giây. Khi nào có biểu tượng là trượt để tắt nguồn này, này. Đó, trượt để tắt nguồn nhé. Thì các bạn nhấn giữ cái phím home cho mình nhé, khoảng khoảng độ 5 giây nhé. Đây, 5 giây nhé, và mình bắt đầu giữ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, đó, đúng 5 giây. Thì khi các bạn nhấn giữ 5 giây, nhấn giữ xuống nhé, nhấn đè giữ xuống đúng 5 giây thì nó sẽ xuất hiện về cái giao diện máy chính này. Thì bây giờ cái bộ nhớ RAM của mình đã được giải phóng rồi. Thì bây giờ cái công việc dùng của các bạn rất là mượt đấy, rất là mượt, để giúp cho các bạn đỡ hơn được cái việc mà nó bị giật lag như các bạn dùng bình thường đó. Đấy, thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo nhỏ nhỏ để tránh cho cái iPhone của các bạn bị giật lag nhé. Thì hy vọng cái mẹo này thì sẽ giúp cho các bạn thử và sẽ giúp cho các bạn máy của các bạn mượt hơn nhé, và tránh bị giật lag hơn. Việc giải phóng RAM của các bạn sẽ mượt hơn. Đấy, thì các bạn nếu thấy video hay thì các bạn cho mình một like và một đăng ký nhé. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè được biết nhé. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.